Yo, xin chào tất cả các bạn. Chào mừng các bạn quay trở lại với channel của mình. Thì mình là David. Và video của ngày hôm nay thì mình lại tiếp tục đập hộp và review cho các bạn về một đôi giày mà nó chỉ mới được release cách đây vài ngày. Chia sẻ một chút thì cái đôi giày này không phải của mình mà là của ông anh mình. Bởi vì cái đôi size của mình đang order và nó chưa có về kịp. Mà tại vì nó đẹp quá cho nên là mình đã mượn của ông anh mình để làm review cho các bạn xem cho nó nóng. Và rất là cảm ơn ông anh đã cho mình mượn đôi giày này. Ok, để không mất nhiều thời gian của các bạn nữa thì chúng ta sẽ đi thẳng tới đôi giày. Để mình mở hộp cho các bạn. Ta-da! Và đây, nhân vật chính của chúng ta ở ngày hôm nay thì trên tay mình là một đôi Air Jordan 1 Low Paris. Nó được release vào ngày 22 tháng 2 cùng với đôi Air Jordan 1 Mid Milan. Cũng như tên gọi thì hai phiên bản này nó được lấy cảm hứng từ hai thành phố đó là Paris của Pháp và Milan của Ý. Và mỗi đôi giày nó đều mang một màu sắc riêng để tượng trưng cho từng công trình kiến trúc nổi bật của thành phố đó. Thì cả hai phối màu này thì cái nào cũng đẹp, nhưng mà bản thân mình thì từ trước tới giờ mình không thích cái dòng giày Jordan Mid cho lắm. Thế nên là mình đã lấy cái này. Ban đầu khi mà mình nhìn cái đôi giày này nó ở trên hình thì mình chỉ nghĩ là chắc nó không giống với những cái đôi Jordan Low bình thường. Nhưng đến khi cầm nó trên tay thì nó hoàn toàn khác hẳn. Và nó đã có thay đổi một vài chi tiết cũng như chất liệu ở trên đôi giày này. Thì đôi giày này nó có 3 tông màu chính, đó là trắng, xám và xanh da trời. Và theo như mình tìm hiểu thì ba màu này nó tượng trưng cho những công trình kiến trúc lâu đời và bầu trời xanh của Paris, Blue Sky. Sang đến phần chất liệu thì đôi giày này nó được làm từ da và da lộn cao cấp, cho nên khi mà mình sờ vào thì nó có cảm giác mềm mịn hơn những cái đôi Jordan Low khác. Và đi kèm với đôi giày là một cái thác bằng da có chữ PRS và dấu Nike Swoosh được in chìm ở dưới. Ở phần lưới gà thì nó được làm bằng vải dệt và cũng có hai chi tiết nhỏ được thay đổi ở đây, đó là nếu như các bạn để ý thì thường thường ở những cái đôi Jordan Low bình thường thì ở cái chỗ miếng vải nhỏ để giữ dây giày ở đây thì sẽ có một số 23 được in dọc xuống, thì ở phiên bản này không có. Và một chi tiết nữa được thay đổi ở đây đó là phía trên phần lưới gà, thay vì chỉ là một cái logo giam men được thêu lên thì ở phiên bản này họ đã cải thiện hơn. Họ đã khâu hẳn một miếng da với logo giam men và chữ E ở dưới được in chìm, trông nó rất là đẹp và nổi bật. Ở phần insole thì nó có màu xanh da trời đậm và toàn bộ chất liệu ở mặt trong của đôi giày cũng được làm bằng vải. Sang đến phần midsole thì nó có màu xanh nhạt và ở phần đế thì nó có màu trắng. Và nhìn một cách tổng quát thì đôi giày này trông nó rất là clean, nên khi mà các bạn mang nó đi ra ngoài đường thì đừng quên dùng cái này. À, và còn một cái chi tiết cũng được thay đổi ở đây, đó là phần gót giày. Thay vì cái logo Air Jordan được khâu lên trực tiếp thì ở đây nó đã được in chìm xuống. Và ở cái phần da lộn ở đây nó rất là mướt các bạn, sờ nó rất là mềm. Và đôi giày này cũng chỉ có mỗi một cặp dây màu trắng và không có cặp dây nào đi kèm hết. Và có một cái sự trùng hợp rất là thú vị ở trên đôi giày này, đó là cái màu sắc nó rất là giống với một đôi giày sắp được ra mắt vào thời gian sắp tới, đó là đôi Jordan Dior. Mặc dù thì mình cũng chưa từng thấy cái đôi Jordan Dior ở ngoài, nhưng mà khi so sánh qua hình ảnh thì màu sắc nó giống đến 80% và nó chỉ khác ở dấu Nike Swoosh và đế giày. Nếu như mình không đủ kinh tế để mua đôi Jordan Dior thì mình nghĩ đây là một lựa chọn hoàn hảo. Và về fit size của đôi giày này thì cũng như các đôi Jordan bình thường thì size của mình là size 8,5 và mình đi đôi này là mình đi true size. Và giá retail của đôi giày này là 130 euro và hiện tại giá resale là từ 200 đến 300 tùy vào từng size. Và theo cảm nhận của bản thân mình thì ngoài màu sắc ra thì đôi giày này nó có chất liệu tốt hơn hẳn so với tất cả những cái đôi Jordan Low mà mình biết. Và nó rất đáng để mua các bạn, nó đẹp mà. Và vì đôi này cũng không phải size của mình nên mình không thể on fit cho các bạn xem được, thì hy vọng các bạn thông cảm cho mình. Ok, và đó là tất cả những gì của đôi giày này. Thì mình rất là thích cái phối màu này. Còn các bạn thì sao? Hãy để lại comment ở phía dưới phần bình luận cho mình biết. Và hy vọng các bạn enjoy cái video này. Và đừng quên bấm like, share and subscribe kênh của mình. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở video tiếp theo. À, còn một điều nữa. Nếu như các bạn muốn xem mình on fit cái đôi giày này thì hãy follow Instagram của mình. Bởi vì Instagram là nơi mình đăng. Bởi vì Instagram thì hầu như ngày nào mình cũng đăng ảnh ở trên đó. Thì yeah, just follow me.